Từ Quốc Đẹp Phúc Tuấn xin chào toàn thể các quý anh chị ạ. Hôm nay thì em xin giới thiệu cho anh chị một tác phẩm siêu to khổng lồ này ạ, và giới thiệu thật là kỹ để cho anh chị biết những cái hàng to khủng như thế này thì được chế tác rất là kỳ công ạ. Thì đây, bên cạnh bên em thì em có đặt một cụ Trúc Phúc cao 70 để anh chị so sánh với tác phẩm to này của em. Tác phẩm này thì em cũng xin đọc kích thước của tác phẩm ạ. Cao là 1m70, chiều ngang là 59 và chiều sâu là 24. Và hàng này của em hàng liền khối hết, rất là đẹp ạ. Thì bước này em đục tứ linh, long, lân, quy, phụng. Thì toàn những bốn cái linh vật hút tài lộc bậc nhất của trong bộ tứ linh ạ. Rồi em sẽ quay sát vào để giới thiệu cho anh chị về những tác phẩm này. Trước tiên thì em quay lên phần trên. Phần trên này bên em có chế tác là một chú rồng cũng như là một chú phụng ở bên trên. Đấy, chú rồng thì đây cái mặt mũi ấy, anh chị nhìn thấy ạ. Từ những cái nét mặt, mắt này, mũi này. Đấy thì anh chị xem là cái nét đục rồng của em đục rất là thần thái ấy, và rất là đẹp ạ. Đấy. Đấy, trên uốn lượn nhờ cái vảy rồng trên này này, rất là đẹp ạ. Đấy cái chú rồng đây chị nhá. Đấy vòng chân này. Cái chân đạp ra móng rồng rất trông rất là khỏe khoắn và rất là đẹp. Ở đây ở bên này thì em có khắc thêm một chú phụng đây, chú phụng hoàng, gọi là chú phụng phượng hoàng lửa đây ạ. Đấy để chị thấy độ đục được kênh bong với bên em nhá. Đấy từ những cái nét chữ cánh này, những cái đuôi này, và chú phụng này thì bên em có chế tác thêm là đục một cái dây tiền vàng ở đây nữa, cắp một dây tiền vàng ở đây, lại cắp từ bên này ngập sang bên này. Đó, chị thấy không ạ? Rất là đẹp mà. Cho một phong thủy hút tài lộc. Rồi tiếp theo là em sẽ quay đến cụ Di Lặc Bắc Cành Đào. Vâng, thì trong cái phong thủy cụ của Di Lặc Bắc Cành Đào thì cành đào ở đây thì tượng trưng cho sự trường thọ và cũng như là sự mạnh khỏe. Thì bên em thường chế tác cụ Di Lặc Bắc một chiếc cành đào sẽ mang đến trường thọ và sức khỏe cho gia chủ. Và đây ạ, nét mặt cụ Di Lặc đây chị ơi. Cụ Di Lặc đây, anh chị nhìn cái nét mặt này, thì anh chị nhìn mặt cụ rất là tròn, tròn chỉnh, cân đối rất là đẹp. Đấy, anh chị thấy ạ, nhìn rất là sắc nét. Đấy, những cái chiếc mặt như này thì sẽ mang hút tài lộc rất là tốt, thịnh vượng cho gia chủ đấy ạ. Thì anh chị từng nhìn những cái miệng, những cái mắt thì cụ thì bên em mà đục cũng rất là xinh nha anh chị nhá, nhìn ạ, nhìn rất là đẹp ạ. Đấy, mặt vật bên em đục đẹp không ạ? Tiếp theo anh chị nhìn này, những chi tiết này rất là kỹ này, anh chị nhìn là từng cái vết nhăn tay anh chị nhá. Đây này, anh chị nhìn đúng không ạ? Đấy như là cái tay thật của mình luôn này. Đấy, móng này cái nhăn của cái tay khớp tay này. Đấy bên em cũng đục và rất là kỹ nhá. Không biết anh chị có để ý không ạ? Đấy bên em đục những cái khớp tay này cũng từng cái khớp này. Bình thường những cái thợ không làm kỹ thì những cái khớp tay này người ta không làm đâu, người ta sẽ làm trơn. Người ta chỉ làm móng này thôi. Nhưng nhà em mình làm cả những cái khớp tay này. Đấy. Đấy như cái tay thật bình thường đây chị ơi, những cái khớp này đây em làm hết nhá, làm cái nhăn của những cái khớp đấy ạ. Đấy chị thấy em tỉ mỉ đến từng cái chi tiết đó chị ơi. Đấy hàng của em đục rất là kỹ luôn ạ. Và đây ạ, những cái tràng hạt này thì bên em đều chặt tỉa và bo bằng tay rất là tròn đấy chị nhá. Đấy bo bằng tay mà tròn như thế này thì chị biết là cái độ tỉ mỉ và rất là tỉ mỉ đấy ạ. Đấy rất là tâm huyết và tỉ mỉ những tác phẩm như thế này. Đấy, tiếp theo ở đây bên này em có đục một chú tiểu đồng. Đấy, một chú tiểu đồng đây chị ơi. Một chú tiểu đồng thì cầm một cái tay, một cầm lấy tiền này, và đây là một cái giải như giống một cái cuốn thư đấy ạ. Đấy đấy là một chú tiểu đồng. Ở bên này anh em cũng đục một chú tiểu đồng. Chú tiểu đồng này thì cầm một sợi dây tiền vàng này ở dưới này, và hai chú tiểu đồng này ở dưới này cũng vậy ạ, cầm cái dây tiền vàng ở dưới, đua đồ ở dưới đấy ạ. Đấy anh chị xem đây, chị xem những cái tờ áo bên em đục này, những cái dải áo này, đấy từng nếp gấp này rất nhanh này, bên em đục rất là kỹ và rất là mềm mại, uốn lượn như là những cái vết vải nhăn của cái áo tà áo của cụ đấy ạ. Đấy thì nếp quần này, cái quần này thì bên em, cái quần của cụ thì bên em cũng có đục cái họa tiết hoa văn đây này anh chị này. Bình thường thì những chỗ khác người ta không làm kỹ, người ta sẽ đục trơn hết, không có cái đồng tiền hoa văn này đâu ạ.
Đấy, như bên em đục cái đồng cái chạm khắc cái đồng tiền hoa văn ở trên cái tấm vải quần vải cụ đó đấy chị ạ. Từ cái móng chân á, bên em đều cũng làm hết cái móng này cũng như là cái vết nhăn à, đường khớp này đấy rất kỹ nhé, từ cái móng chân móng tay đấy, như anh chị thấy không ạ, đấy độ tỉ mỉ của bên em làm sắc nét không ạ. Đây một chú tựa đồng đang nô đùa ở đây ạ. Tiếp theo ạ, em xin giới thiệu một chú Hoa Kỳ Lân đấy, hay chỗ gọi là chỗ Long Mã đấy ạ cũng được. Thì anh chị thấy là một tác phẩm này, bên em đục này dáng đục kênh hết lên nhé, đứng kênh hết lên ạ. Đó anh chị thấy không ạ, nhìn từ cái nét mà mặt này, mặt mũi này, đầu rồng ấy mà. Đấy anh chị thấy cái thân hình bên em đục cái dáng rất là đẹp và rất là chuẩn luôn ạ, những cái mắt mũi này nhìn rất là sắc nét. Và dưới này thì bên em có đục một chú Long Quy ở dưới này đây. Đấy, đủ 4 linh vật hút tài lộc bậc nhất. Đấy ạ, nên hút cho gia chủ lúc nào cũng an khang thịnh vượng, an lạc. Và gia đình lúc nào nó cũng hạnh phúc, tràn đầy tiếng cười. Và tác phẩm này thì đông con nhiều cháu thế này thì anh chị nào cũng mong cho gia chủ là rất là đông con nhiều cháu nữa ạ. Đó là một toàn bộ tác phẩm. Và em quay mặt sau anh chị nhá, phía mặt sau của tác phẩm đấy ạ. À, tác phẩm này thì mặt sau bên em phẳng, rất là phẳng đẹp vì hàng to bên em là không thể xê dịch qua được. Đây anh chị ơi, mặt sau đây ạ, đấy rất là phẳng đẹp anh chị nhá. Đấy, em không quay sai được, em được quay đây đục tứ diện đằng sau phẳng đẹp luôn này, rất là lồi lào, rất là đẹp luôn ạ. Đấy chị nhá, phẳng từ trên xuống dưới luôn và hàng đục tứ diện. Đây em có đục có thêm một cái đồng liền sau này nữa này, đấy rất là kỹ luôn này. Còn đất đứng đâu là bên em đều chế tác hết anh chị nhá, để chế tác hết ạ. Ở đây anh chị so sánh những cái tác phẩm này với một cái bức tượng Cụ Di Lặc chúc phúc ở dưới kia thì anh chị thấy là cái độ to của tác phẩm này rất là to luôn này chị ơi, rất là to luôn anh chị nhá. Thì em cũng xin đọc lại kích thước của tác phẩm này ạ. Kích thước với chiều cao là 1m70, chiều ngang là 59 và chiều sâu là 24 phân ạ. Hàng liền khối anh chị nhá. Đấy, chất liệu bằng gỗ hương và hàng liền khối rất là đẹp này. Anh chị nào muốn sở hữu tác phẩm thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại 0389 889968 ạ. Để được sở hữu tác phẩm, anh chị có thể là kết bạn Zalo với bên em để bên em chụp ảnh và gửi anh chị những cái tấm hình để anh chị ngắm tác phẩm Cụ Di Lặc này với dụng cụ Di Lặc Tứ Linh này cho nó rõ và chi tiết hơn. Và cảm ơn anh chị rất là nhiều đã đến xem và ủng hộ kênh đồ gỗ mỹ nghệ Phúc Tuấn của bên em ạ. Và anh chị nào mới xem lần đầu thì hãy cho em xin một nút đăng ký và ấn vào nút chuông để được thông báo sớm khi bên em livestream trực tiếp những cái chương trình giới thiệu sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ mới đặc sắc ạ. Thì bên em anh chị nào quan tâm về đồ gỗ thì hãy ấn đăng ký kênh YouTube của đồ gỗ mỹ nghệ Phúc Tuấn bên em ạ. Và em cảm ơn anh chị rất là nhiều đã ủng hộ bên tượng gỗ đại Phúc Tuấn bên em. Chúc anh chị một ngày thật là tốt lành và hẹn gặp lại anh chị vào buổi livestream trực tiếp ở bên tượng gỗ đại Phúc Tuấn bên em ạ. Và em xin chào và hẹn gặp lại.